Cũng vào trưa nay tại thành phố Hồ Chí Minh, một cây xanh có đường kính gần 0,5 m, cao 20 m nằm giữa chợ trên đường Phạm Văn Bạch ở quận Tân Bình bất ngờ gãy ngang đè sập mái nhà dân và đứt dây điện cao thế, khiến nhiều người dân hốt hoảng tháo chạy. Sự việc xảy ra vào khoảng 12 giờ 30 phút khi trời đang lặng gió. Cây bạch đàn có đường kính gần 0,5 m, cao 20 m nằm giữa chợ bỗng dưng gãy ngang gốc, đổ ầm xuống đường. Tại hiện trường, cây xanh đổ đè sập mái nhà số 635 đường Phạm Văn Bạch và làm đứt hệ thống dây điện tại khu vực này. Tuyến đường Phạm Văn Bạch bị phong tỏa. Theo quan sát, phần gốc cây đã bị mục nát, trên thân có nhiều đinh sắt do người dân đóng vào để treo đồ. Một người dân sống gần đó cho biết, nhiều ngày trước cây này đã có dấu hiệu bị nghiêng nên chị nhiều lần trình báo với công ty cây xanh, nhưng nhân viên chưa kịp xử lý thì cây đã bị gãy ngang gốc, đổ ra đường. Rất may thời điểm xảy ra sự cố, chợ vắng người nên chỉ có một phụ nữ bị tán cây quệt trúng, khiến người này bị thương, nhiều người khác kịp thời tháo chạy.